Mình đã thương ngay rồi mình đừng có làm màu Ngoài đời vậy nữa Mình là gái mình thương người ta thì à, Em thương anh Thương nó thương à Chứ không có màu còn không thương nó không thương à Thì đời đời kiếp kiếp cái gì nó cũng rõ ràng Còn nếu này mình thương người ta mà mình xạo Thương người ta mà nói Để tính lại <laughs> Suy nghĩ lại Lào ta kia khổ tới mù đi vòng do tam quốc nhỏ khổ muốn chết thì đời đời kiếp kiếp mình gặp lại mình phải trả lại đừng có làm màu chi cái thời cuộc nó khó khăn không có thời gian nhiều thương thì nói đại thương đi không thương thì nói không thương chứ đừng có để người ta hao xăng hao dầu hiểu chưa nên mấy cô gái trẻ trẻ nghe câu này nghe mình đã không thương người ta thì mình đừng có bao giờ mà mình lợi dụng người ta. Mình lợi dụng người ta là mình tạo nghiệp. Trời ơi! Mình không thương người ta thì mình nói nè anh, anh. Em với anh chắc là không có duyên đâu. Có duyên gặp nhưng mà không có nợ anh à. Nên trong lòng em, thật lòng mà nói thì chỉ coi anh như bạn bè thôi, à, chứ không có tình cảm đâu. Anh đừng có đặt tình cảm vào em. Hãy đi kiếm người khác đi anh. Mình nói câu vậy là sao? dứt khoát luôn chứ mình đừng có màu mè mình nói về dè người nữ ưa vậy lắm không thương mà cũng để cho người ta đi theo để mình có có giá cái này là mình tổ phước đức của mình đó nghe có giá là xạo để lâu lâu để người ta tặng quà không thương thì đừng có nhận quà của người ta mình nhận quà là mình thiếu nợ hiểu không đó cái này mấy nhọn gái nghe hay nè hay ghê vị thấy Phật pháp gần gũi ghê không? Đó. À. Còn mình trai mình không thương người ta mình đi lợi dụng người ta làm chi? Mình lợi dụng người ta thì sau này mình gặp con vợ bị lợi dụng. Con vợ bị lợi dụng rồi nó nó đi qua nó tới nó tới mình. Hiểu không? Nhân quả mà. Đó. Nên giờ mình trai mình nó không thương người ta là thôi, mình đừng có lợi dụng người ta nó mình gái mình không thương người ta thôi mình đừng có gì, đừng có câu cá dài thấy không nó từ nơi đó thôi vậy đó mới hiểu nghe cái gì nó cũng nhân quả chứ mà mình á nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng không biết phục vụ ông thầy nên bây giờ người ta để ly nước người ta để cảnh đó đó mình phải nói người ta mới đem qua chứ nếu mình phục vụ ông thầy mà ngon lành là ông để ngay tay phải cho mình rồi đúng không thận tay á khi cần uống là nó thuận tay liền đó chứ nè nước thuận tay thấy chưa chứ nãy ở bên kia không lẽ ngập tay hiểu không đó quý vị nhớ nè khi tu phước tu duyên á là phải tu cái tâm quan hỷ cái tâm quan hỷ á thì tự nhiên phước duyên đến với mình cũng dễ dàng nhiều đời nhiều kiếp phước đến với mình dễ lắm Còn khi mình cho ai á Mình xài xể người ta Là sau này mình có cũng bị xài xể lại à Một trăm phần trăm Thí dụ như ai mà xin tiền mình Mình cho dễ là sau này đời mình Sẽ được người ta cho dễ Còn khi mà cả con mình nghe Cả con mình đó nó xin tiền mình nghe Mà quý vị mà cho nó lại vì không có độ được nó đâu Cho bằng cách này không có độ được nè Cho mà mình nói Thứ gì mày không có lo làm ăn gì trơn á Mày hư hỏng không à, Mày xin tiền tao hoài à, Dùng cái thứ mày đó nha, Nè, tiền nè ông, Ăn giọng gì ăn đi, Có không, có nói câu đó không? Có, thấy chưa? À, tiền nè ông, Ăn giọng gì ăn đi, Có nhiều bà còn nói bậy nữa, Ông nội, Ông lo làm ăn, Tôi làm cực cũng chết luôn, Mà ông nội cứ ăn xài, của mà xin tiền hoài, Cuối cùng mình chửi ông nội mình, Ông nội chết queo à, còn đào mộ ông nội lôi lên Kêu ông nội ăn giọng về ăn đi thật, Chữ ông nội ăn giọng về ăn đi Gặp ông nội còn sống ông ngồi quầy cửa ông nói gì con Đó Thấy chưa Thôi nghe mấy bà Mấy bà niệm Phật rồi Dùng cái miệng này niệm Phật để nó giảm mấy cái văn tự đó lại đi Hiểu không Dùng văn tự đó tầm bậy lắm nghe Đó kêu con trai mà kêu bà ông nội kêu con gái thì kêu bà nội cuối cùng mình chữ ông nội bà nội mình thấy chưa cái đó gọi là tạo đại khẩu nghiệp đại khẩu nghiệp chứ gì ở đây mà ai mà có vậy bây giờ đổi có vật hiệu niệm đi là nó hết liền niệm phật với cái miệng mình nó nghĩ kêu tầm bảy vậy u à. ai mà kêu tầm bảy vậy ví dụ như mình niệm ai với đà phật ai với đà phật Nè Phật ư Đổi lại Điệp Ai chưa là Phật Nè Phật Phật của lòng tôi Xin tiền của mình tức quá trời tức Hồi xưa mình kêu ông nội bà nội rồi đó. Nè Phật dùng đi Phật Cũng dường cho Phật đó Giết chuyển hóa luôn sợ tới mồ luôn Rồi sau khi mình bằng Phật Mình kêu nó bằng Phật giết coi chừng nó hiện cái tâm Phật ra luôn Nè Phật Có cúng dường cho Phật Nè Phật Hiểu không nó đổi cái tông lại tại vì mình thường niệm phật mà nó nên từ nó đó quý vị nghe gì quý vị phải thấy nó xác thực không nó cái người dưới quê đồ mà mình nghe gì coi chừng mình dính nó nghe quá giỡn đâu Có khi chồng mình mà mình kêu cha ơi, cha cha ăn nhậu vừa vừa thôi cha không lẽ cha mình mà đi ngủ với mình kêu giờ kêu loạn luân, kêu kỳ cục ghê đúng không thường ngủ với mình mà nó hung mình mà thương mình mà vậy mà mình kêu cha yeah. thức dậy đi ông nọ có kêu, luôn vậy đó đúng là mình mình ở ngoài đời nha quý vị mình kêu tầm bậy tầm bạ tứ tung lang tan quý vị ô oh. oh. thôi sửa đi quý vị ô oh. ô oh. sửa đi nghe oh. ô không sửa là tương lai một trăm phần trăm Đi xuống dưới Diêm Dương gặp quỷ sứ Nó tán vô mặt không còn một cái răng luôn Đây là những đức đọc trong quyển sách hồi Dương Nhân Quả 100% Cái người mà kêu cha, kêu ông nội, kêu này kêu kia Thề thốt bậy bạ đó nghe Chữ nào là con này con nọ Đỉ điếm lưng đó nghe Là đi xuống quỷ sứ toàn là tán vô mặt không Mà nó cầm cái gì nó tán phải không Nó cầm cái dùi sắt Nó bửa vô miệng không Răng nó bẻ từng cái từng cái ra rồi nó lấy cái cây mà cái cây móc nó móc cái lự nó kéo ra. Bên đây nó cầm cái dao làm nè. Rẹt. Mà nó cắt hoài cả ngày nó cắt không biết bao nhiêu trăm ngàn lần mà nói. Nó ghê chưa? Nó. nó. Nên mình mà niệm Phật với mình cũng ít nói dối nữa quý vị. À, niệm Phật với ít nói dối mà. Ồ ngày xưa nhà Đức nói xạo còn hơn cái gì. Nó xạo với mà hô. Nó xạo ghê lắm Chuyện có nó không, chuyện không nó có, xạo thế ghê Đi chơi với bạn bè cũng khôn Có 2 triệu Bỏ chịu gửi trong cái quần trong Chơi cái túi quần trong tuốt ở trong Để lấy kim tay móc lại Sợ mình nhậu xỉn vô mình lấy ra làm sao Ưa ừ, nhậu xỉn nó ngu Xài hết chơi, ngày mai em còn cắt con lặng cũng chơi vậy nhưng mà không chịu bỏ tiền ở túi trong Cái tự nhiên nhậu xỉn chút cái hứng Lấy ra xài hết trơn Ngày mai đi ăn hủ tiếu gõ không có tiền <laughs> Một lần kinh nghiệm Cuối cùng đi chơi có hai triệu bỏ triệu gửi trong cái túi trong lấy kim tay móc lại để lỡ có nhậu xỉn lấy cũng không được ừ bỏ 500 ngàn ngoài vậy đó nghe mà khi mà vô chầu nhậu ăn uống rồi sống chân làm sang lắm cầm cái bóp ra có 500 trăm à có nhiêu chơi hết với anh em nhiêu luôn mà thôi để là trăm ngàn đổ xăng, không hết xăng dặn bộ rồi mai ăn sáng ăn gì nhịn đói Tôi mà chơi với anh em là tôi không có còn để một cắt luôn Coi nè, đúng 500 ngàn năm 500 ngàn liền bạc cái răm trơn hết luôn Giống như chơi ngon lắm nhưng mà trong túi còn chịu gửi Xạo tới ghê Xạo kinh khủng luôn Mà cuối cùng á xạo vậy đó Mà con gái dụ lấy không còn cắt À, ghê không mà bây giờ, bây giờ tôi nói gì tôi thử thử có nhiều ông cũng có, có dính không có khi mình khôn với người đầu này mà mình lại ngu đầu kia <laughs> mình khôn với đầu này mà mình ngu đầu kia nghe trời ơi lên thành phố làm mười mấy năm không dư một cát nghèo sơ nghèo sát thấy chưa có gì đâu vậy mà từ khi niệm phật sửa tính liền thật lòng hết lòng luôn chưa thiệt dưới người là hết lòng luôn vậy mà không thiếu mà người ta lại thương nữa. mà sống thoải mái lắm vị ơi à, à, tập lại đi vì nghe cái bài giảng này vì suy nghĩ lại đi coi tại sao mà mình làm ăn hoài mà không được do mình hết phước rồi mình nghĩ nhiều cái thủ đoạn trong tâm mình quá hả à. quý vị sống thật lòng quý vị có cái phước không có giỡn đâu mà có phước là có phần à có phước là có phần à mình xài giống như hậu quang vậy đó ví dụ uống miếng nước Đúng không? Mình chia cho người ta miếng Chia miếng là nước nó đang châm vô cái ly của mình Sao mà mình hết nước Nhưng mình chỉ có uống không mà, Mình không châm vô Hết nước rồi thì mình nghèo Cái người mà khi mà có cái sự nghiệp thiệt là lớn Nhưng mà phước nó hết á Là tự nhiên nó sụp xuống vậy đó Giống như xây nhà trên cát biển đông vậy đó Đó Hiểu được nguyên lý này rồi là quý vị sẽ xuyên tu phước duyên à. Mình đi đến chùa, mình thấy phóng sanh, mình phóng sanh. Mình thấy làm tượng Phật, mình cũng dường làm tượng Phật. Tùy tâm mình, nhưng mà đó là cái phước của mình tạo là nó đến với mình. Cái này mình cầm theo nghe. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài đang giảng Pháp. Thì có một vị cư sĩ này quý Ngài lắm mới dẫn ngày đi đến cái nơi mà tủ bảo hiểm ông để vàng bạc châu báu ngọc ngà kim cương để trong đó đó thì lấy ra cho hòa thượng tình không coi nè hòa thượng kim cương đẹp quá trời luôn nhiều đồ quý không con quý ngày dữ lắm á nghe con mới dẫn ngày đi đến đây coi nghe không? xong hòa thượng tình không ngày coi xong ngày hỏi bộ bọn ông có nhiều hả trào hơn nhiêu là nhiều lắm á hòa thượng tôi tôi nhiều lắm á tôi còn nhiều hơn ông nữa ủa bà thượng có nhiều lắm hả ừ tôi có nhiều lắm tôi lỡ tất cả những cái tiệm vàng bạc đá quý người ta bán á tôi lỡ tôi coi cũng được đi cũng như ông có của cải ông để vô tủ ông cắt lâu lâu lỡ sờ mó một cái rồi đóng tủ lại để đó ông quá khờ vì sao ông không làm cái này phước thiện đi để cái phước nó vô trong mạng của ông thì ông mới là người trí, người thông minh. Còn chỉ có sờ mó nó thôi thì có lợi ích gì đâu. Thấy không? Nên quý vị nhớ, cuộc đời của người mình khi còn sống, cái việc thiện, việc tốt mà mình đang làm, được mình nỗ lực mà làm, đừng có đỡ chết. Chết là nó giải quyết vấn đề rồi. Nên mình còn sống gì nữa, mình làm công đức á. Mười phần là mình hưởng mười phần à. Mà khi mình chết rồi mình để tiền lại cho người ta làm á Thì 10 phần mình hưởng một hai phần là dữ lắm Đó là làm quá tốt nó hưởng được gì Nhưng mà tại sao mình còn sống mình không buông vài cục đá trên vai xuống đi Để mình đi lên cho nó nhẹ Cái vị đốt cây nhang thôi cái vị cũng giác ngộ nữa Cây nhang bị đốt mình nhìn đi Khói nhang nhẹ thì bay lên Mà tàn nhang nặng thì rớt xuống nếu như bị trong cuộc đời này mà vị bị cũng chấp nặng quá mà giảng sanh giảng sanh Tây Ninh Tây Ninh cũng được giảng sanh Vì Tây Ninh cũng may mắn Sợ nó xuống tam đồ ác đạo nó chìm luôn Cho mà biết đừng có nói đừng có chuyện chơ Hiểu không Cái gì cũng chấp chứ mà giảng sanh Có vừa đó đâu Cái gì cũng không buông chứ, á Bây giờ bây giờ làm cha mẹ người ta già rồi Của cải thì để lại cho con để đại đi mình không chịu mình chia cho nó lỡ mình chết đi anh em chị em của nó cấu xé nhau để giành giật sao mình còn sống cái gì mình chia đại đi mà mình tham mình chấp của mình không chịu buông từ nó đó mình chịu Đấy không người xuất gia người ta không có gì đâu quý vị u <laughs> người xuất gia người ta buông sạch nhất có gì là người ta đưa ra hết ai mà giữ làm gì Thấy không Nên hàng cư sĩ nhớ nghe Lớn tuổi rồi Chia cho con cháu chia hết đi Rồi đủ duyên vô đây Thấy không Vô đây niệm Phật Nó no, bây giờ mình ôm giữ làm chi Khi lỡ mà đêm vô thường mình chết đi rồi sao Ở Của cải này rồi sao Con cái nó tranh đấu nghe Nó giành giật đó nên những đức thường nhắc mấy đứa nhỏ lớp đạo làm con nhà đức nói các con à các con mà nghe đạo rồi sau này tuyệt đối không có giành giật của cải với anh chị em nhau mà kiện cáo nghe không? Tồ xưa dưới quê nghe quý vị, thấy rõ ràng. Hai anh em nhà sát bên. Trời ơi. Có một cái đường bờ thôi. Có một cái đường bờ thôi. Vậy mà thằng em nó đi công chuyện ở đâu, thằng anh ở nhà nó giờ cái cột. Lắng ganh. Có không, quý vị. Nó chút xíu đã cũng lắng ganh nữa. Còn ruộng đất trong đồng Mùa nước lên á Lấy cái len đào đất Đào 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 Lắng quá đẩy quá Chút xíu à. Vậy đó quý vị thấy cái tâm nghèo đờ đờ kiếp kiếp không Cái tâm đó là cái tâm nghèo đờ đờ kiếp kiếp á Trong nhà Phật nói câu Tâm lượng lớn thì phước báo lớn Tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ Tôi nói thiệt tôi đi tu tù, tôi khoát tâm lượng lớn đó Tôi nói thiệt á Tôi thì mới tu đây chứ cái tâm tôi tôi nói thiệt Đối với tiền bạc là tôi làm thiệt á Chứ không có giỡn đâu Qua chương trình này xong tiếp tục người mù nè Dớt chương trình người mù luôn Kệ làm đi Mai mốt chết cũng le cái lữ Những đức nói cái người mà tâm lượng lớn chết không bao giờ le lữ Còn quý vị mà keo kiệt cái chết là thế nào cũng à Mà thấy ghê lắm nghe thấy rõ ràng luôn cái bà keo kiệt, bà chết gì nó mấy vị Trời ơi hộ niệm cho bà bà không chịu Ấy vô mà bà le ra thêm Hộ niệm 15 tiếng sao bà làm nè Trời ơi ghê quá Kinh không Cái người keo kiệt nó gì đó mấy vị ô Những đức nói với vị nghe nghe với vị mà keo kiệt với gây gắt á, là thường cái mặt bị ương gì nè đi đâu cái mặt cũng kỳ cục thế ghê đi đâu cái mặt cũng làm gì nè là cái keo kẹt là nó ưa nhau vì nhìn cái bà nó ưa nhau là bà keo lắm những đức nói với bà gặp tôi với bà nghĩ nhau đi nghĩ nhau là cái mặt tiền này nó thẳng à Thấy không? Mà muốn cái mặt tiền thẳng thì phải làm sao? Thì nó thẳng gái gì đâu Công minh mà Nhau nè Hồi đó những đức có Cái người quen Bà keo còn hơn cái gì nữa Mà người ta đặt bà là gì phải không Bà keo Keo kiệt á Quý vị biết nha Cuối cùng chết Chết ở đâu không trong nhà vệ sinh Vô nhà vệ sinh té chết trong đó Trời ơi Mình ở ngoài đời mình thấy tình cảnh này hoài Mà không chịu nhắc mình quý vị Hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi Đời người ai cũng chết Ngày mai tới ta thôi Đúng không Bây giờ Anh em giàu mà không nuôi cha mẹ mình nói Để tao nuôi Tình nuôi chứ Tội nói dòng vô, Nuôi cha mẹ đi Nuôi cha mẹ là quý vị đang tạo một cái phúc báo lớn cực kỳ Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận Hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi Một người làm con mà nghèo Nhưng mà nuôi cha mẹ cái tâm không có nghèo Người này không có khổ đâu Một trăm trăm với vị không khổ đâu Mà cái người bỏ bê cha mẹ là người này tiêu giờ đất không dung quý vị đâu, quý vị biết không dung đâu. Ví dụ như cha mẹ, mình dẫn cha mẹ, mình giới thiệu cho cha mẹ chùa truyền, cho mẹ đi tu. Chứ không phải là mình đẩy cha mẹ vô chùa, cái này là khác nha. Cha mẹ muốn đi vô chùa tu thì mình mới hết lòng, hết dạ, sắp xếp cho cha mẹ vô chùa tu. Chứ không phải là mình muốn đẩy cha, đẩy mẹ đi vô chùa để mình gánh tay. Cái hành động này sai nghe chưa, sai đó. Hôm qua có hai ông già Mà đi từ ông đến Một ông nói rằng con hắc hủi bây giờ vô đây nhờ thầy giúp giùm Tuy chùa có hòa thượng nhưng những đức ở đây nuôi con người Nhưng đức thường gặp trường hợp này Quý vị ơi Cha mẹ còn sống Phụng dưỡng cho cha mẹ ăn uống gì lo đi Đừng có đợi chết rồi mâm cao cổ đầy Ai ăn Trời ơi lúc còn sống thèm mua gà luộc cũng chết luôn Không chịu luộc cho ăn Nói đây nói cha mẹ mình ăn mặn á Thèm gà luộc chấm muối tiêu Không cho ăn Vậy mà khi chết rồi Luộc con gà Đến bàn thờ Ba ơi ba Lúc ba còn sống ba thèm gà luộc lắm Năm nay không bằng ăn lúa thóc cũng được Mua con gà luộc cúng cho ba Ba về ba ăn nghe ba Ăn không Thằng nào ăn Ngộ ghê nó Khôn hơn cái gì Nó cúng thằng là nó ăn không Nó đậu thừa cúng cho ba Lúc còn sống thì cho ăn đại đi Là hiếu Lúc chết rồi dùng bó hoa cũng được nữa. Ly nước cũng được nữa. Đâu có ăn được đâu À, vậy mà có những người nghe bạn bè đi đến nhà mà gặp đám dỗ lớn lớn á tôi nói thiệt với anh ba nghe anh ba anh đó là cái sớm này anh là hiếu nhất ồ năm nào gì anh đám dỗ gì đâu mà ba anh mẹ anh mà đám dỗ lớn quá trời bia thì chắc gì. quá trời heo quay gà luộc đồ ăn gì mà quá trời cúng gì đâu mà lớn linh đình Ồ ai mà bằng anh anh là hiếu số một Hiếu rồi. Mấy cái thằng đó toàn là mấy thằng ham ăn hút uống không Nó lỡ nó khen mà đặng nó ăn Thử đi Năm nay mình đổi lên cúng chay cái coi Mình đi mời mình nói anh anh Năm nay tôi đi đến chùa tôi gheo thầy Đức giảng Năm nay cúng ba tôi tôi làm chay không một Cũng làm gà nó mà gà chay Cũng heo quay đó Mà heo quay chay Nói ủa chay là sao chay là không có thịt thà gì chứ trơn á Còn uống thì uống nước ngọt chứ không có bia tôi nghe thầy đức giảng rồi thôi mỗi năm sát sanh hại vật là cha mình lãnh đủ mẹ mình lãnh đủ chứ á chả chưa xong mà cứ bỏ xuống hoài thôi năm nay tôi làm chay anh ơi tôi nghe thầy đức giảng thầy đức làm này nào giảng vô vi của hơn cái gì đó. đúng là năm nào tôi cũng là ăn đám vỗ lớn linh đình ông giảng cái khỏi ăn luôn thì mờ thử đi Năm nay đám dỗ mà làm chay tới đi coi có mấy thằng đến. Năm đầu nó chưa biết là nó ăn thử. Nó lỡ ăn thử ra không có ngon, năm sau còn mấy que. Đừng có sợ. Dài ngoe đến đỡ cực cho vợ mình. Ăn xong dọn cũng khỏe. Đúng không? Trời ơi. Ngay ngày đám dỗ của ông bà cha mẹ tụng hồi kinh niệm Phật dọn mâm chay lên nhà chừng vài anh em vài bạn đồng tu nấu nồi lẩu lẩu chay lẩu nấm đúng không rồi sốc ăn gọn hơn nhẹ nhàng mà cha mẹ còn có phước nghe không nghe ngon chưa cho nó ăn nhậu xong mới vô gặp bạn bè xưa tôi nhậu tôi biết mà gặp à, tôi với anh gặp giờ lâu rồi mới gặp lại anh em tôi hỏi anh anh là con bác nào dòng họ Trời quên hả xưa anh em còn nhỏ chơi chung nè đây là con của bác hai đây bác ba phải không thôi 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 anh em chú ông bác trời chú bác mà không biết nhau trời ơi em có lỗi quá cùng với anh ly cùng với anh ly trước đi Em hết một trăm phần trăm luôn Em có lỗi quá Em làm em mà em không biết anh Em có lỗi Uống chút rồi Tao với mày một ly <laughs> Tao với mày một ly sau một chút Còn thì tỉnh tỉnh nó vô Ba giờ Con mờ ba giờ một ly Con chúc cho ba sức khỏe À được con Con ghế ngoan Uống với con Uống chút hỏi Ủa mày làng nào à? Ba vợ nói Tụi có thứ mắc dạy tao là ba mày bị kêu bồ mày luôn á mày Thấy chưa Uống rượu vô một chút nó tầm bậy Nên thà cúng chai Cúng chai đi Cúng chai là mấy bạn nhậu mất tiêu hết trơn Ờ à, đừng có sợ Đừng có sợ mình cúng họ không lỡ Họ không lỡ mình khỏe Đúng không Đúng ra yeah. là đám dỗ của ông bà cha mẹ người ta Mình mình đến mình giữ đó là cái tấm lòng của mình Chứ đâu phải lỡ ăn uống con này gì ăn uống mà Thấy không mình chỉ cần cúng chay là mình biết người nào bạn thật bạn giả liền à đó thử đi bị về thử đi ở đây là rất là nhiều bà con ở dưới quê miền tây đồ nè nó dưới quê mình á gì cái gì với đám dỗ là đãi rồi cũng dữ lắm á nghe gà rồi có chuẩn bị mười, mười mấy con có những nhà giàu mà chuẩn bị con heo chuẩn bị con heo để làm nữa đó. đó cha mẹ mình đọ là không có ngày ra luôn nó nghe như vậy rồi bị u Sửa đổi đi Thấy không Thôi vì thấy về chùa nghe như Đức nói chuyện đơn giản dễ hiểu không Quá dễ hiểu Mà tại không chịu hiểu Dễ hiểu mà không làm thì thua Thấy không Thật sự mà nói từ khi như Đức đi tu tới giờ nhà như Đức đám dỗ ba mẹ như Đức làm trai Cái bữa đám dỗ ba như Đức là ngày 13 ngay Chủ Nhật ngày đó nguyên một ngày nữa tổ chức công tu như Đức, hồi hướng cho ba như thế cái đó còn hơn mâm cao cổ đầy nó thiệt chứ bị biết ông siêu thoát mất tiêu phải không rồi ngày 23 này đám dỗ mẹ như đức nè chỉ mâm cơm cúng bằng thờ thôi rồi nếu mà ngay ngày đó mà ra sắp xếp được thì nấu ăn cho các cụ già trong chùa ăn rồi mình ngày đó mình tu hành mình làm phước gì mà hồi hướng cho cha mẹ mình thấy không đơn giản nó có gì đâu nó làm vậy đi gọn hư dùng tiền phóng sanh nó hoặc là mời vài người đến đặt máy nghe pháp tặng người ta hồi hướng cho mẹ cha mình một cái việc làm này thù thắng gì đâu hồi sáng gặp một cái chú này ông nói thầy thầy năm nay con mừng thọ cho mẹ con Mà mẹ con năm nào mừng thọ Anh chị em con cũng sát sanh dữ lắm Giết con này con kia để nhậu quá trời luôn Mừng thọ cho mẹ con Vậy mẹ con có thọ không thầy Những đức nói bà có thể sống 100 tuổi Nhưng mà mừng, mừng thọ kiểu này Coi chừng ngày mai bà chết queo bây giờ Chứ thọ tạo nó Mừng thọ Được tuổi thọ là nhờ ăn chay phóng xanh Cô giờ ngay ngày mừng thọ mà đi sát sanh Mà kêu thọ mà chừng bà chết bây giờ chứ thọ tôi tự thầy nói tiếng ghê vậy thầy Tôi nói thiệt á thà tôi nói thẳng vậy nó còn dễ nghe hơn Nó dòng do tam quốc Không có thọ đâu Năm nay làm chay đi bà thọ Kiểu này nó gì làm chay mà bà chết đi hay... <laughs> Nó vừa làm chay xong rồi tự nhiên bà chết queo đó đổ Thầy thầy năm nay làm chay mà bà chết Cái này là tôi nói thọ mạng đến Tại vì mấy cái lần mừng thọ kia là mặn Nó dồn tới bây giờ Tới bây giờ nó phải chết Còn cái năm này làm trai là nó đã giải nghiệp bớt rồi Nhưng mà bà chết là phải chết Chứ không phải tại tôi kêu làm trai mà chết nghe Nói tìm cầu đó thòng vô cho tôi kẹt không phải như, Chúng sanh ưa đậu thừa lắm mới bị ưa Ưa đậu thừa lắm Kỳ cục lắm Cái gì mà được thì nó khen Còn cái gì mà không được là đâu thừa Thầy thầy Tôi sợ mấy bà lắm <laughs> hiểu không nên từ nơi đó mà mình mà gặp phật tử là thà mình ngồi mình giảng gì nè không có ai mà sọt sọt vô được ồ ồ ngồi mà dưới bảy tám bà phật tử mệt chết mồ mình nói một câu phải sọt cho nói bốn câu một chút mình ngồi mà làm nè thôi ngồi giảng gì đâu ai nói được đâu khỏe ghê có mình mình nói phải re ngon lành tới ghê hiểu không có thấy không? Bởi vì những đức biết rồi, thôi. Cứ như vậy mà giảng ai nghe được nhiều nghe kệ người ta. Nói tóm lại quý vị. Những cái gì mà muốn lợi mình mà đi hại người thì không có được tốt đâu. Chỉ nghĩ lợi cho người ta mà đừng nghĩ lợi cho mình thì mình có lợi rất là lớn. Đó, nghe để kết luận này nghe, kết luận nè. Muốn tuổi thọ thì bạn ăn chay. Không xanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài ung thư bệnh tình niệm phật ăn chay đi đừng có nghe người ta cắt con gắn này con gắn kia con gắn nọ trời ơi những đứa có ông anh thứ hai ông hiền lắm nhưng mà hồi xưa nhà nào mằng gà mằng heo là nhờ ông mặn phụ mặn nhanh lắm năm 44 tuổi năm 43 bị cái mục nhỏ xíu siêu ngay đây nè tí ti đi lên bệnh viện nó mổ nhẹ ăn cái thôi mà lấy ông làm thí nghiệm mổ nhẹ thử coi sao một tháng sau nó bự mới lớn hai tháng sau bự lớn ba tháng sau bự lớn nằm ngay chân gần cổ vậy nè nó rút tự dưới nó rút lên hết da bọc xương ghê chưa bây giờ mình đi tu nghe mình mới biết được cái tướng này là cái tướng gì cái tướng ngạo quỷ sát sanh nhiều quá chết yểu bốn bốn tuổi chết nhưng đức đi tu sáu năm sau có một lần như đức ngủ như đức nằm mơ thấy ông anh mà ông có nói gì chứ trong mơ thấy rõ ràng thấy ông ngồi mà thịt ông nó rớt 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 xuống lụm thịt bỏ vô miệng ăn quỷ đói từ đó về sau trong tâm tư những đức chí thành hồi hướng dùm cho ông vì nhà có người đi tu nên anh em mà mà em nó tu vậy nên người ta cho đi lên để báo mộng cho mình thấy quý vị nhớ quý vị tu á mà quý vị thấy có người thân đến báo mộng là bị biết rồi đó cảnh giới quỷ đạo đó cố gắng niệm phật hồi hướng cho người ta nhà đức tu hành thì hồi hướng cho ông tới giờ mất luôn không có thấy đến nữa siêu thoát thấy rõ ràng luôn buồn ghê ốm như ấm nhách thịt rớt 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 xuống lụm thịt bỏ vô miệng ăn ghê chưa nên mình mà nghe đạo nghe nhớ nghe người thân chết mà thường gặp hoài niệm phật siêng năng niệm phật đừng có thấy nữa quý vị mà thấy hoài là sao này cái người đã dẫn bị đi đó với cái người thân mà chết rồi mình lưu liếng mình cứ kêu tên hoài là sao này cặn tử nghiệp cảnh giới của quan gia hiện ra dẫn mình đi những đức hộ niệm thấy rõ ràng nè có những người người ta nằm ở trong vậy mà người ta nói kêu vô đi kêu ba mẹ vô đi ba mẹ đứng ngoài đó kìa ngồi ngoài đó kìa kêu vô đi thấy chưa đó là gì mình lúc đó mình gặp trường hợp đó nó nói, không sao niệm phật đi niệm phật nghe niệm phật đi đừng có nghĩ gì hết niệm phật nghe cứ đúng nói một câu niệm Phật đi Đừng có nghĩ gì hết Niệm theo nè A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Rồi tự nhiên biến mất tiêu Đó là cảnh quan gia trái chủ Dẫn ngủ đi Mình thân với ai là người ta gộ hiện ở người đó Ta dẫn mình đi Dẫn mình đi Chứ không phải giỡn đâu Nó nên tư nơi đó Giống như câu chuyện như Đức kể thấy không Cái ông kia ổng chết mà con trai ổng ngày nào cũng bớt chén cơm vậy nè Không có tốt đâu quý vị ơi Bớt chén cơm kêu ba ơi ba Ba giờ để ăn cơm với con nghe ba Ngày nào cũng kêu ba ơi ba Ba giờ để ăn cơm với con nghe ba Như vậy mà ông ba Ông làm thăng chung ấm á Là ma Ông ở ngoài cái cây sao hè Ông ở cái cây sao hè Ông cứ đợi đứa con kêu vô ăn cơm có lần nó lên trên ruộng Nó đi xả lúa nửa tháng Thì bà vợ bà tu ở đây nè Bà về quê Thì lúc đó ổng báo mộng cho bà Bà ở bà Từ khi tôi chết tới vợ bà Thằng con trai lúc nào nó cũng bớt cơm Nó kêu tôi chứ Tôi ở phía sau hè Ở ngay cái cây Đợi nó kêu vô ăn cơm Mà đi xả lúa cả tuần lễ nó không kêu Tôi đói quá bà ơi Thôi bà đi lên chùa bà dẫn tôi theo lên chùa đi bà ở bà nó, Ghê không Bà nói 100% nói giờ gặn ốc mình nè à. Nói sao gượng gỡn ốc lên Chắc lạnh nè à. Quý vị thấy không Nên mình á cha mẹ người thắng chết mình niệm Phật á Mình niệm Phật á cho người ta nương vào Nên Đức nói cái đèn bông sen này nè Để lên bàn thờ ông bà của mình nó nghe không Bắt cái điều niệm Phật suốt luôn để trên bàn thờ ông bà á ở ngoài đó đó mấy cô đưa ra đó còn đồng sen này nè ghim điện cố định để cho bàn thờ ông bà để cho ông bà mình nghe có vật hiệu nghe đó rồi mỗi ngày bắt một hai bài pháp để cho bàn thờ cho nghe để cho tỉnh ngộ đi đừng có chấp vào cái bàn thờ nữa gia đình mình bàn thờ ông bà mình còn ở đó đó còn ở đó đó cho vì biết thôi ơi cái cõi này nè chết chưa siêu ở đông lắm nên vị đi về chùa về đây Hương Linh là theo đây đông lắm Ông bà cha mẹ vì cũng đi đến đây nữa đó Nên như Đức Thượng dạy vị đi về đây ấy, Mà trước 3-4 ngày là thắp nhang Cấm cái nhang cho bằng thờ Ông bà nói vậy nè Dạ ông bà của quyền thất tổ ơi Cha mẹ ơi Chết rồi nghe chứ còn sống đừng kêu Sống thì rủ thôi đủ đi Chết rồi mình nói Còn còn 3 ngày nữa đi chùa Của quyền thất tổ ông bà cha mẹ ơi đi với con lên chùa đi chùa này nghe ông thầy pháp ông thầy thầy, thầy đức của nói thầy pháp <laughs> nếu thầy đức giảng pháp <laughs> thầy ông giảng vui dữ lắm không nên lên chỉnh nghe ông giảng phải chẳng thì nhập hộ khẩu đến luôn <laughs> ở đây con đâu có cúng nhiều đâu mà chỉnh cúng thường xuyên ngày nào cũng cúng rồi được cái cảnh quan chùa rộng rãi ở đó cho nó mát nếu mà thích ở thì ở Còn không thích ở thì về với con Cùng tu với con nghe Vậy đó Mà tới bữa mình đi là người ta đi đó Đi á không, không đi đâu nghe Hương Linh đó người ta lên xe bị ngon lành luôn á Giỡn đâu Chiếc xe 50 chỗ quý vị á Quý vị đi có 50 người à Mà trong đó Hương Linh khoảng 500 người Ở trên đó đó cho bị biết lên xe bắt pháp của những đức vị nghe bắt niệm phật hậu niệm cái niệm phật hộ niệm phật <laughs> bắt cái điều hộ đi quên đến lộ hiểu không bắt điệu phật xuống luôn thì hương linh cho nó người ta niệm luôn hiểu không rồi bắt pháp người ta nghe người ta vui cái xe nó mát mẻ lắm đi đường xa nó mau tới nhà cấp kỳ nhất là bắt mấy bài pháp ngày chủ nhật với bài pháp này coi nó hút nó vui á à. Trên xe mình tỉnh veo à Lên xe đừng có ngủ Ráng cố gắng đừng có ngủ Còn lúc nào mà ngủ thì thôi <laughs> Nhưng Đức đó thiệt Mình nghĩ ở cái cõi này nó nguy hiểm thiệt Lỡ mình ngồi trên xe mình mình ngủ Mình giao mạng cho tài xế Ai biết Thằng tài xế ở bên đâu nó ngủ thì sao <laughs> Nên mình lên xe mình nói Bác tài xế ơi bác tài xế <laughs> mà có năm chục đứa con giao cho bác đó nghe bác bác chạy là qua cái bác đừng có ngủ bậy bạ nghe bác đúng không lên để con ngủ cho <laughs> trong mấy năm chục người mình kiếm cái ông nào ngon ngon ấy thì đừng kiếm cái bà nào nghe người ta lái xe người ta kỵ nhất là đưa đứa con gái đẹp đẹp ngồi kế nó mắc thăng bằng chứ <laughs> sao thì thường là đực với cái mà nó ngồi gần á Điện nó giật nhau tực tực ghê lắm Cái <laughs> vị hỏi phải không Tài xế là kỵ nhất là có cái bà nào đẹp đẹp ngồi kế bên, bên. Mấy vị mà lên năm sáu chục bà mà bà nào mà nói chuyện ngọt ngọt mà ngồi kế nó đi ra chỗ khác bà Bà muốn chết rồi Bà muốn nói gì bà về nhà đi bà nói Bà đừng có lên xe bà ngồi bà nói kế ổng bà nói một chút đi Đừng trả lạng Chết chạy trả lạng tập bậy bây giờ nó nó, 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 vừa nói chuyện rồi gặp cái bà này bà nói ngọt nữa à, anh tài xế <laughs> lấy xe bao nhiêu năm ấy. <laughs> nói cho cái cha tài xế quay lại nhìn bà quay lại nhìn tới à! tiêu đời năm người trên chỉnh luôn đừng nói chuyện dẫn chưa nghe không nó nên từ nơi đó mình bắt niệm phật là nó ngon nhất bắt nghe pháp ầm ầm nó tỉnh ai cũng tỉnh mình lỡ kiếp nạn gì nó xảy đến với mình mình cũng đang tỉnh cái cõi này nó ưa kiếp nạn lắm chàng chàng Bởi vì lúc nào cũng đeo máy niệm Phật đó. Lỡ có cái gì cái Ai với đạo Phật Phật rước gì cực lạc Đúng không Đó Ồ kiếp nạn cõi đời này ghê lắm bị ư Ồ, Không giỡn đâu có một cái gia đình giàu thiệt giàu luôn mà người ta ra vịnh hạ long ngoài đó người ta thuê chiếc máy bay bay vẫn làm sinh nhật thấy cha mình tội nghiệp quá cuối cùng làm sinh nhật lớn quá trời nghiệp viên nó đến ai biết máy bay mà sao mà rớt vậy mà nó rớt cái rằm rồi sống sinh nhật nó thấy chưa à, nên cái cõi này mà đi đến chùa mà nghe cái gì là số một à, chúng ta đến cuộc đời này à, mỗi người chúng ta đều có tạo những cái nghiệp nhất là ngồi ở đây rất nhiều người nữ Chúng ta mang nghiệp phá thai Nhớ Cái nghiệp này Nó Ghê gớm lắm Tại nghiệp phá thai là nghiệp giết người Nếu như con mà nó đến Nó Báo ơn mà mình giết nó thì thành báo quát mà nó đến nó báo quán mà giết nó thì quán chắc chồng có rất nhiều người nghĩ rằng à, như một cái cục máu nho nhỏ, nhỏ làm gì mà giết người không phải đâu khi mình vừa biết mình mang thai thì nó đã có một linh hồn mà linh hồn này nó chú ẩn vào chỗ đó để nó sống nhưng mà mình phá chỗ đó là như mình giết nó rồi đó là linh hồn của nó phải vất vơ vất vưởng khổ lắm gọi là làm cô hồn cô hồn vất vơ vất vưởng nó buồn nó tuổi lắm nên những người mà mang nghiệp phát thai vì sao mà gia đình mình lộn xộn lưu bu nhiều lắm rồi có những đứa con mình sinh ra nó chợn mắt nó nhìn mình nó kênh mình là vì sao vì nó nghĩ rằng con cũng là con mà đứa thì mình sinh ra mình nuôi đứa thì mình không sinh, nó à, quán hẳn theo rồi có khi nó làm cho chồng mình ăn nhậu tức tối rồi về gia đình lộn xộn ấu đả quýnh lộn nhau, nó cái nghiệp quan gia mà chư hương linh phá thai nó cũng có thể xui khiến được điều đó nhớ nên những cái người mà mình á lúc trước mình đã lỡ mang nghiệp phá thai đó. Đây là tạo cái nghiệp lớn nhất. Vì nhớ cái nghiệp sát sanh nó đã lớn à. Nên cái giới đầu tiên trong năm giới Phật nói là cấm sát sanh. Nhưng mà mình phá thai nó còn nặng hơn là sát sanh. Vì con nó đến mình nó có duyên mà mình viết đi là đa phần là thành quán hết Nên mình á, mình nghe gì rồi mình dạy con gái của mình Hay cháu gái của mình ở nhà Khi vợ đi học á Vô trường học Rồi Cặp bồ đồ này kia tùy tiền Còn nhỏ đâu có biết đâu Mấy đứa bạn gái nhỏ nhỏ Có bồ có thai đi phá thai dễ quá rồi ở đầu nó dạy nhau Lỡ mày có gì tao chỉ mày chỗ đó phá thai Nó làm theo Khi nó làm theo vậy rồi thì uổng cả cuộc đời nó Tại vì cái người mà mang nghiệp phá thai thường là ít hạnh phúc lắm Và cuộc đời họ sau này Khổ vì bệnh hoạn nhiều chuyện xảy ra với họ lắm Rất nhiều việc xảy ra khi mà phước nó giảm rồi nhất là cái cái người mang nghiệp phá thai là phước giảm nhanh nhất vì cái tội giết người là đại tội Nên cái phước nó giảm cực kỳ nhanh luôn Nhớ Nên từ nơi đó mà Đừng có bao giờ nghĩ rằng cái chuyện phá thai như là một cái cục máu nhỏ không có gì Không phải đâu Đó là tội giết người đó Mà giết con của mình Giết con của mình nghe Đó Nên mỗi một người chúng ta Mình đi đến chùa mình nghe gì nè Để nhắc nhở mình về cái nghiệp này đáng sợ lắm Như những đức thường kể câu chuyện mà một vị này giết lầm một người thôi mà theo mừ đời để đỡ cơ hội báo thù Một cái vị này giết một con cá thôi mà vậy mà nó cũng báo thù Không chi là mình giết con của mình Cái tâm hận thù đó ghê lắm Nên phương pháp nào để quá giải cái nghiệp trước này Niệm Phật là đặc biệt nhất nhớ khi có cái máy niệm phật đi đâu cũng đeo nhớ có cái máy niệm phật đi đâu cũng đeo đeo máy niệm phật để nhắc nhở mình niệm phật đeo máy niệm phật để nhắc nhở mình niệm phật quý vị nhớ nè niệm phật một câu phước sanh vô lượng những đức tin 100% phần trăm bao nhiêu việc những đức làm được là từ đâu toàn niệm phật toàn là niệm Phật Mà có người thường vui cũng là thường nhớ Phật Mà thường vui Nên Ấn Tổ nghe nói Niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp Mà phải kiên trì niệm lâu dài Niệm thì mới chuyển được phạm tâm Chuyển được phạm tâm con người mình quý vị phàm tâm nó nặng dữ lắm dù mình tu tu với phàm tâm nó nặng dữ lắm chỉ cần cái gì mà mình không vừa lòng là mình tức liền vậy đó. Đó. À, mình đang ngồi vậy mà ai đi ngang mình mà 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 mà, mà đưa cái mông vô mặt mình cái là mình đã bất bội. Tuy tu còn đỡ chứ gặp mà ở ngoài đời mà đi ngang mình mà hát hát, hát cái mông vô mặt mình là. Chừng chút có chuyện bây giờ nha Giỡn. quý vị coi bây giờ thí dụ như mình ngồi quán cà phê đi mình đang uống cà phê mà mình nhìn qua bà bên kia thôi nó lỡ nó hỏi cái thăm mình nhìn gì có chuyện gì để nhìn không thấy không đâu có đơn giản đâu nó rồi khi lại quan âm mà lúc lại quan âm đó nghe vậy mà cái bà phía trước bà lại bà xá xuống bà đưa nguyên cái chảo vô mặt mình một hai lần thôi là Bồ đề gai mà nổi lên rồi cái Này không còn từ bi nữa à, Nghe thầy giảng Niệm quan âm là từ bi Xá mà cứ đưa 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 cho cái mặt một chút Mà gặp mà Hồi nãy bà vừa ăn mắm guốc Bà xá xuống một cái Bà đưa cho cái mặt lúc đó Bà xì cái xèo vô lỗ mũi là biết lúc đó từ bi cỡ nào rồi đó. hiểu chưa lúc đó lẩm nhẩm mà đã nghe cùng mẹ vô gì vi... <laughs> xá vô mặt vào mà nó còn xì hơ vô mặt vì nhớ nè <laughs> cái này đều tính còn nhân quả hết quý vị phật nói nghe, từ xưa tới nay bất cứ bạn gieo nhân gì bạn gặp quả báo nấy một chút xíu nó cũng quả nhân quả nữa phải tin nhiều đời nhiều kiếp mình cũng làm vậy với người ta đó giờ đời này là nó gặp nhau nó trả nên phật có nói là ở cõi đời này là quan gia thù nghiệp gặp nhau để báo thù rửa hẳn ví dụ như cái đứa bé nó vào bụng mẹ mà cái đứa bé này nó không có phước được sinh ra làm người tuy là nó báo thù là báo thù nó hẳn là hẳn vậy đó nên mình phải giảng chỗ này nè nó vào bụng nhưng mà nó không có đủ phước sinh làm người còn cái đứa bé mà nói mà đủ phước sinh làm người đó nghe Cái vị muốn phá Phá cũng không được Muốn phá nó phá cũng không được Đó à. Cái vị biết rằng có bà cô kia Bà nói rằng rõ ràng thầy giảng đúng Cái đứa con con nghe Là con uống thuốc Để phá Rồi con đi đến, đến bệnh viện Để phá Mà lạ tay phá nó không được cuối cùng phải xin nó ra ghê không nên tất cả các bé mà về nghiệp phá thai mà có con quán hẳn đó nghe các con nên nghe công đoạn này nè để buông cái tâm quán hẳn xuống đi các con ơi nó quan gia nên giải không nên kết chứ bây giờ mà đeo đa đẳng theo mang cái tâm quán hẳn hoài thì làm cô hồn đờ đờ kiếp kiếp khổ dữ lắm bây giờ thôi cái cơ hội này được nghe đạo nè Phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đi Nên các cô mà mang nghiệp phá thai đó nghe Đi đến đây mà nghe nhà Đức giảng gì á Các cô á Nghe để mà mình Một là bản thân mình lo tu Niệm Phật Ăn chay phóng sanh Chứ đừng có nghĩ rằng mình mang nghiệp phá thai Mình đi đến chùa Mình gỡ một bài vị Mình ghi tấm giấy cầu siêu là xong Không có xong đâu nghe Chính mình buộc thì chính mình mở Đó, chính mình tạo nghiệp thì chính mình tu để quá giải Còn mình nhờ người ta thì giống như cầm quạt quạt cái thôi Khó lắm Hiểu chưa Thí dụ như bây giờ quý vị Đưa tiền cho nhận đức Hai triệu Thầy làm dùm con cái bài vị không Thầy tụng dùm cho con hồi kinh mình tưởng đâu mà làm vậy là xong rồi đúng không? Không có xong đâu. Trong lòng như Đức nói một câu này nè. Không có xong đâu. Thầy mà thầy còn chưa chắc thầy có siêu thoát chưa đấy. Đừng nói chi là cầu. Cầu con siêu thoát gì? Chưa chắc. Hiểu không? Nên bản thân mình lo tu để cầu siêu thoát nhớ nghe bản thân mình tu lo cầu siêu thoát rồi mình cầu siêu thoát cho người ta mà cái tâm của người mình á khi đã lỡ mang nghiệp phá thai rồi đó nghe gì rồi từ hôm nay mình nhớ phật thường xuyên chứ mình đừng có nhớ cái việc phá thai mỗi lần mình nhớ một lần phá thai là tăng lên một lần nghiệp mà mỗi lần mình nhớ một lần phật á là tiêu nghiệp mà tăng phước <laughs> nên những đức tặng quý vị cái máy niệm phật này nè quý vị cái đeo cái máy niệm phật đeo máy niệm phật suốt để trong người lúc mà có người nào mà người ta không niệm phật mà người ta không thích nghe đó bắt nhỏ nhỏ lại nhỏ lại tại vì cái trừ là nó nhỏ cái cộng là nó lớn còn cái nút bên hông là mình bật lên cái là nó hát còn cái nút chướng giữa là mình chọn bài nào mình thích Hết bi thì mình sạc Có cái bà kia Đi đến chùa được tặng cái máy niệm Phật Đã nói Công nhận gì đâu mà Cái số con nó xui thế ghê thầy Thầy cho cái máy niệm Phật mừng thế ghê Về tới nhà bật lên máy hư Nhưng Đức nó thôi đừng có nói xui mình nói là tại duyên mình chưa đủ cái nói xui làm chi hay không có gì đâu cái máy niệm phật hư thì kiếm máy khác máy niệm phật ở chùa nhiều lắm xui làm chi cho nó mệt không đừng có dùng câu xui nữa nghe à. có khi gần hai chục ngàn cái máy đem lại đây có khi cho nhầm cái máy mình cái máy nó tự nhiên cái nhà sản xuất nó nó sản xuất nhầm cái máy bị hư bởi vì dặn chỗ này trước Để chúng tôi cầm được cái máy cừ tung tăng Đem về bật lên Nó không niệm gì chứ Im gu Nói sao máy kỳ vậy ta Không có khi để lâu nó hết pin đó nghe Sạc thử coi sao Sạc Sạc khoảng gần chừng Hai tiếng rưỡi hay ba tiếng gì là đầy Mà xài được mười mấy tiếng Bền lắm á nên từ nơi đó mà những đức mong sao mà tặng cái máy nào về hát cũng được á mà đa bằng đó đều tốt cơ mà tại vì máy người ta thử hết trơn rồi khi mà làm máy là bật cái máy lên coi coi nó hát thì sao rồi mới làm cái máy đó rồi bỏ cục sạc rồi vô buộc vô cái bọc là kiểm tra qua hết rồi nhưng mà có những người mình tự nhiên mình đem cái máy gì vô tay mà nó không hát nó có gì nữa chứ không phải không có đâu nghe nên dặn trước vậy đó nên có cái bà kia Thỉnh một cái pho tượng Phật quan Âm ở chùa Bà lên xe Cái đông quá đông á Đồ đạc người ta đè lên Cái tượng bể Bà về nhà bà tàu ô Bà khóc bà sợ quá trời sợ Bà điện thoại lên chùa bà hỏi bà nói Thầy ơi à, Thỉnh pho tượng ở chùa mà đem về tới nhà khóa thượng bể, nhiều người nói rằng tượng mà bể là cái như nhà chết sạch, <cười> <cười> sợ quá trời sợ thầy ơi thầy, quá trời sợ bây giờ làm sao bây giờ thầy, nhưng đức đó ai nói, gì? ai nói mà tượng bể mà nhà chết sạch, nói dạ cái bà bán bánh bò ở phía trên. Bà đi tu, bà đi nghe lời mà bán bánh bò ngồi phía trên <laughs> Tàu lao tiếng ghê nhưng người mà nó ngộ cái sự lòng tin mà nó không kiên định quý vị ơi Hiểu không? Tự nhiên cái có tượng bể, tự nhiên nghe bà bán bánh bò ngồi phía trên Nói là tượng bể nhà chết sập, xanh mặt xanh mày chứ Quý vị nhớ Khi qua tượng nó cũng mỏng Để thì mình cố gắng cẩn thận Hiểu không? Rồi á, lên xe thì nếu mà mình ôm được thì mình ôm hoặc là mình nhờ mấy bà ngồi kế bên á, bà ôm giùm tượng. Trời ơi. Ngồi mà ôm tượng về tới nhà ngon lắm vậy đó. Ủa? Ngồi không làm gì. qua tượng nhẹ sờ nghe. Ôm gì nè. <laughs> ôm tượng, ôm giùm cho người ta về người ta thợ. Hiểu không? Chứ nó đông quá bây giờ đồ tùm lum tùm la chắc đè lên sao Còn mình để được thì mình để cẩn thận Hoặc là mình sẵn lòng nghe Sẵn lòng ôm tượng giùm người ta để về nhà cho người ta thờ Tượng nhẹ lắm Nó nên phát tâm Còn lỡ mà đè bể Thì mình đem lại cái chỗ nào đắt sạch á mình đào lên mình chôn xuống đất đừng có liền tùm lum chứ không có sao đâu mình đâu có muốn đâu quý vị mình thỉnh phật bồ tát gì là mình muốn thờ mà nhưng bây giờ tự nhiên bể chứ mình có muốn đâu hiểu không nên những đức thấy rằng mình học phật mình phải tránh tính quý vị ơi cái gì đến lúc nó chết là nó chết à, à những đức nuôi với bà già đức thấy rõ ràng luôn có nhiều bà khỏe quá trời khỏe luôn mà tự nhiên bà chết queo còn cái bà bệnh rì rề, không chết Nè mới đây nè trước lễ Cái bà cụ trong chùa bà cụ tâm Bà khỏe ghê Buổi sáng mới còn ngồi nói chuyện chơi những đức Tiếng hồi sau Yếu cái đưa cho vòng hộ niệm niệm Phật đi Nhãn sanh Còn cái bà 100 tuổi Cái bà 100 tuổi thì Tưởng nó là chết queo à ổ niệm hoài không chết Khỏe lại Nay ngồi chơi ăn cháo quá trời Thấy chưa Có người mới tin số mạng quý vị ô oh. Ô oh. Hiểu chưa Phải tin số mạng nghe Nó giống như Hồi ở đó như Đức kể câu chuyện Cái ông đó 45 tuổi Giàu thiết là giàu luôn Khỏe re hôm qua còn uống cà phê đi chơi đồ ngon lành nhà giàu quá mà công ty lớn luôn tối về ngủ với vợ bình thường sáng mai vợ kêu anh thức dậy ăn sáng Im gu anh thức dậy sáng nay sao ngủ mê dữ chợ Im gu bà, bà vợ mới nhìn nhìn nhìn, nhìn vô cái tay lạnh ngắt gờ ngay lỗ mũi chết queo Bây giờ thấy cuộc đời người vô thường chưa bà vợ với lại mới nói rằng tàu ô cụ cải tiền gỡ ngân hàng cầm quá cho nhiều luôn chết bất tử tại nghĩ còn quá trẻ con còn cũng đi học chưa có lớn trưởng thành chưa có sang gì cho tụi nó rồi chết bất tử vậy là chắc sao lấy được đúng không Nó thấy chưa bị thấy cuộc đời vô thường chưa nên bản thân con người chúng ta dù bây giờ mình đang khỏe vậy nè nhưng mà có cơ hội mà tu được cố gắng cố gắng mà tu không mình nghe gì rồi mình nhắc nhở mình quý vị có khi tuy mình nghèo nghèo mà mình biết niệm phật nó bữa đó như đức giảng bài giảng á khổ đau nhất của đời người là gì là không gặp được phật pháp Yeah. không gặp được Phật pháp nó mới khổ còn nghèo chưa đáng đáng sợ đối với vị nghèo chưa khổ gì mấy đâu nghèo nghèo nhưng mà cũng có ba buổi cơm ăn à chưa đáng khổ gì mấy hiểu không khổ nhất là không gặp được Phật pháp một trăm phần trăm luôn những đức này, từ khi gặp Phật pháp tới giờ này những đức vui quá trời mà cũng ăn chay chứ ăn gì đâu đi chơi gì đâu Quanh năm suốt tháng luôn Bữa nay nữa là bữa thứ ba những Đức đi qua bên đây Ở đây Vì tin ông ba ngày Mà nếu mà nó không an lạc là như ở tù Chỉ có qua nói chuyện quý vị về phòng cái cụp cửa rồi ngồi trong đó Rồi qua nói chuyện quý vị về phòng cái cụp cửa ngồi trong đó Im gu luôn Ngồi trong đó Niệm Phật đồ Vòng vòng phòng chơi vậy đó à vòng vòng phòng chơi vậy đó phòng nhỏ xíu à vậy mà qua nói chuyện bị vui quá trời thấy chưa có tồi túng gì đâu hồi đó nhận đức mà chưa đi tú nghe cái chân Nhân đức là cái chân đi bởi vì hồi xưa nhận đức đi bao nhiêu về nhận đức ở chùa bao nhiêu chân Nhân đức là chân đi chỉ cần mà có tiền là nhận đức chạy liền không có tiền Nhân đức cũng chạy vòng vòng nữa ở đây có nhiều thanh niên á Coi có giống như đứa hồi xưa không? Ờ, có tiền thì vô quán cà phê mà không có tiền thì chạy vòng vòng. Mà xấu nhưng mà gặp gái mê. Ờ, có chú kia gạt đầu. Còn cũng mê vậy Con trai mà ai mà gặp gái không mê. Con trai mà không mê con gái chắc bị đi. <laughs> Thiệt luôn á, đúng không? Con trai thì gặm gái cái mê Nhưng mà mình mê dữ lắm Tò ô có khi Con lần nhớ Chạy chiếc xe ông đa Đi vòng vòng ngoài đường đi Đường phố vòng vòng chơi Chơi thành phố á Gặp nhỏ nó đẹp thế ghê Nhìn á Quay lại thì đụng vô thùng rác cái rộng <laughs> Đúng là xui thế ghê Xui gì xui nhìn gái mà té phải xui gì Hồ, hồ, màu đó nó hô mà, mà, kiểu mà đang chạy xe mà nhìn lại nó hô dữ lắm nhìn lại vì dù bình thường vậy nó hô đúng không nhưng mà mình mà hô mà mình nhìn lại nó hô lắm thì nó hô ghê lắm nghe nhìn lại nhìn mê quá quay lại cái thùng rác để cái râm té cái hứ đậu vào chạy đầu gối chứ bởi vì tôi nói với mấy ông mình gặp nữ thì mình mê thiệt nhưng mà thôi cái tâm đó nó nghe làm ăn không có lên nổi à, nó dẫn tổ phước đức chứ không có giỡn đâu nên ví dụ như mấy ông đàn ông mà gặp người con, con gái ta đi ngang mà mấy ông ngồi bàn tán là nó tổ phước ác à, ngồi bàn tán á à, nhỏ này lùn nhỏ này cao à, bàn tán á tổ phước lắm có giỡn đâu nghe à, nên từ tới đó đây là cái bệnh hồi xưa bây giờ làm ăn hoài ngóc đầu lên không nổi nó đi ra đường mà nhìn cái gái mà đụng thùng rác là biết cái nhìn cỡ nào còn hai thằng bạn chạy xe cặp 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 nhau nói chuyện vừa nói chuyện nói chuyện hai thằng thằng nào không nhìn cái gái cuối cùng hai thằng chạy hai dính hai chiếc xe té cái rầm <laughs> nó, nó, nên từ nơi đó vì thấy nhiều thật xấu chưa tối ngày cứ đi vòng 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 vậy đó mà bây giờ biết niệm phật ở trong phòng mà không buồn đúng là niệm phật hay gì đâu thật nó thiệt luôn Không thể nào mà ngày xưa mà ở nhà nổi Bây giờ quý vị có con trai vì thấy rõ ràng không Con trai bị lớn là chúng nó không chịu ở nhà đó Mà nó ở nhà nó phải bấm điện thoại nó mới ở nhà Lên di tính nó mới chịu Hiểu không Không bao giờ mà ở nhà được đâu Như vậy mà không ngờ nghe quý vị Niệm Phật nó ở hoài trong nhà luôn quý vị ơi Mà hồi đó nhà Đức đi vô chùa Năm 29 tuổi là nhà Đức đã ở chùa được luôn Năm năm ở trên núi nhà Đức không đi đâu Đặc biệt không? Mình niệm Phật Rồi bây giờ là thôi ở chỗ càng thích Nó thiệt luôn á Ở trong phòng nó cứ là ngồi trong phòng Rồi hay đi vòng vòng hay là chút rồi nằm cũng là gì Cứ niệm vậy đó Ngộ lắm Cái câu Phật hiệu mình có hiểu gì đâu Mà mình niệm sao nó cũng vui Nó ngộ ghê á à, mà mình niệm có vật hiệu rồi mình niệm giết nha Sắc diện mình nó tốt nha quý vị Nó hồng hào lên quý vị ơi Ờ. À, nên quý vị cứ siêng niệm Phật đi Nhận Đức nói nha Mình ngồi ở đâu mà một mình mình buồn buồn Mình cứ niệm Phật nó không có buồn Ví dụ như mình đi vô đồng mình giữ lúa hay là mình giữ đậu vậy đó Mình trồng rễ trồng hay là mình xả lúa vậy đó Mình thường rảnh 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 mình mình cứ là Ai di đào Phật, ai di đào Phật, ai di đào Phật, ai di đào Phật Hoặc là cuốc đắc nha, cuốc xuống một cái ai vậy đà phật ai vậy đà phật hay lắm nghe nó gì thấy cái khóa môn tình độ này hay không dạy người ta xác thực ghê á à. còn thí dụ như nhỏ gái này nó còn trẻ nha mà nó mà biết niệm phật biết đi chùa đi nó chưa có đi tu luôn nhưng mà con nhỏ này nó có phước là nó gặp một chồng đàng hoàng thật sự mà nói cuộc đời của người mình sao mà đi kiếm cái vị nếu ai mà đi kiếm cũng ngon hết trơn thì, thì, kiếm được hết trơn rồi. Thật sự mà nói quý vị thấy rõ ràng không? Chính chúng ta chọn chồng cũng là bản thân mình vừa bụng. Khi mà nó lỡ nó cưới mình nó hiền thế Có những thằng chồng quý vị mà rõ ràng không? Biết thuốc không anh? Không. Biết nhậu không? Không. Xưa thì có người yêu chưa? Không vậy mà nó cứ về thử tự nhiên nó nổi máu lên tùm lum tùm lá một thuốc nhậu đi chơi tùm lum đúng không có mà nên từ nó đó quý vị thấy rõ ràng con người nó thay đổi mà nên sao mình chọn nhưng mà mình có phước á nghe mình mà có phước cái tự nhiên mình gặp cái thằng ăn chơi nhưng mà lạ tay nó vậy làm chồng mình nó nghĩ ăn chơi à có phước là lạ lắm nó gì nó nghĩ ăn chơi hiền luôn vậy đó mà thường cái thằng ăn chơi mà nó mà quay đầu nó hiền đó nghe nó biết chuyện dữ lắm cỡ nào cỡ tâm lượng nó cũng rộng vì nó đã từng ăn chơi nó hiểu nó còn mấy cái thằng mà nó không biết cái giống gì hết trơn có khi mà nó về nó lại kỳ cục lắm à, có những người mình đã không có phước rồi là nó lạ lắm mình gặp mình chọn giống như ngon lắm như đó mà cuối cùng nó không có ngon nên những đức nói một trăm phần trăm vị cái phước nó dẫn dắt cái vị gặp cái tốt còn nó mà không có phước là nó dẫn dắt cái vị gặp cái xấu à. nó nên mình có phước thì mình phải tu phước ăn chay niệm phật phóng sanh đi chùa Nhận đức nói bị biết nghe cái người mà nghe tịnh độ là cái người có phước không đó trong kinh vô lượng thọ phật nói nha không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà tin được pháp tịnh độ đâu phải là nhiều đời nhiều kiếp tu tịnh độ bây giờ gặp mới tin đó như bản thân nhận đức đi nó đi một vòng 29 tuổi nó tạo nghiệp nhiều lắm Nhưng mà tự nhiên nghe tịnh độ là tin liền Nghe không? Mà tin mà Mà tin sâu nữa chứ Không cần hiểu cũng tin nữa Nhận đức là không cần hiểu luôn Tin là tin à Niệm Phật là niệm Phật luôn Niệm viết hiểu Nó rõ ràng chưa Cái thiện viên này thù thắng lắm quý vị Còn bây giờ nguyên một cái dàn người đây mà ngồi gì mà tổ nóng gì mà quạt sạch 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 mà vẫn ngồi Cầm luôn miếng niệm quạt luôn Thấy chưa? Vậy mà vẫn ngồi. Những đức nói với vị nghe, những đức cùng với vị nhân viên đặc biệt lắm á. Chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp tu tịnh độ đó. Chứ ở đâu mà gặp nhau mà ngồi quá trời vậy nè chàng. Nó kia ngồi tút ngoài xăng nữa kìa. Hành nắng mà cũng ngồi. Thấy không? Đó vị thấy không? Mà người ta nghe được nghe. Chứ nghe không được ngồi chi? Nóng. Đúng không? Đó nên những đức chỉ vì là chỉ phương pháp á Chính những đức nè nghèo sơ nghèo sát Mình mấy còn bị lát Nghèo mà còn bị lát nữa chứ Mà bây giờ tu vào niệm Phật nghe ngộ lắm nghe Những đức nói cho bị nghe Hồi xưa ngoài đời Mình mấy lát không Nói nhỏ cho nghe đừng nói lớn Niệm Phật hết lát <cười> 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 Rõ ràng 100% luôn Ngày xưa nghe cái tay nó thô lắm nha Mà niệm Phật giết tổ cái tay nó dẻo <laughs> Ngộ ghê nha Ừ Mà cái người niệm Phật giết nha quý vị Da thịt quý vị nó, nó, nó trắng mà nó mềm sụm Ờ à. Nhưng Đức nói hồi xưa cái da như Đức nó dai cũng như là da con khỉ già vậy dai cũng như chó lát vậy Đấy ghê không Vậy đó mà khỉ già chó lát Niệm Phật giết gì mà bây giờ da thịt như gái 17 <laughs> Ghê thiệt chứ Niệm Phật <laughs> Niệm Phật mà ra đó Bây giờ không lẽ bây giờ tôi lẽ gì nhưng mà thấy rõ ràng mà tôi, tôi quý vị biết cái công đức niệm phật này thù thắng lắm nghe, à, tại vì sao? Vì khi mình niệm phật đó là những cái tế bào mà nó được hoàn chỉnh lại, nó nuôi dưỡng cái tế bào quý vị lại tốt dữ lắm. Nên những đức nói rằng nghe một lần gì thôi cứ xuyên niệm phật đi. Tòa những đức nói ngoài đời một mình lo không xong. Vậy mà bây giờ bị coi làm cái chương trình này. Cái chương trình này không lẽ không có tiền sao làm Không có tiền sao lạ Quý vị biết nói mà thuê cái này cái kia Giàn giáo đồ này kia đồ Thuê đồ đạc mua đồ đạc ăn uống đồ Nó tàu kinh lắm Dữ dằn lắm quý vị ô Đúng không Quý vị nghĩ bây giờ nói mà tượng Phật như Đức đặt thôi nói bao nhiêu trăm bộ tượng Phật đó thôi vị coi bộ cứ chịu thì nghĩ đi Bao nhiêu tiền chưa? Rồi máy niệm Phật hai chục ngàn cái, một cái cho một trăm ngàn thôi. Là hai chục ngàn cái nhiêu à? Hai con khỉ. Thấy rõ ràng không? Ghê chưa? Một cái chương trình kinh khủng thiệt. Mà những đức nói với vị nghe nghe, riêng một cái lễ vía quan âm mà đông người gì đó nghe người ta gặp những đức người ta đưa tiền đưa tiền đưa tiền những đức nó cao tay lắm người ta cúng cho những đức được 300 triệu và thùng tam bảo thì những đức không có biết rồi đó cao lắm mới vị cúng những đức được 300 triệu mà nội mà cái việc mà những đức mua đồ đồ mà những đức tặng với vị thôi vị thấy ghê chưa đó bởi vì tôi nói rằng hiểu rồi nên cái việc tu phước tu duyên tu quan trọng dữ lắm Tại cái này là cái mình cầm theo Còn ngày xưa là đố mà như vậy luôn Khi mà làm cái gì đó nghe đều là tính là bản thân mình phải được lợi ích nhiều Mà nó không có một cách Còn bây giờ mình nghĩ gì người ta không Mà có Quanh năm có thiếu đâu Như những đức nói quý vị Cái ly nước đã có nước thì mình nước là phước thì mình uống mới có nước đúng không còn cái ly nó đã hết nước rồi làm sao mà mình uống mà có nước đưa nước cho người ta uống mà để cái ly tuốt rồi đó cái người nào công nhận dễ thương thế ghê ồ trời có gì tôi nói làm thị giả cái này chắc bỏ mạng ông thầy mà chắc ngày xưa nghe mình cũng làm gì đó với ông thầy nè Vợ bị coi ly nước mà bây giờ để đằng đó ông thầy muốn uống mà. Cô không tới nữa. Giờ khăn mà để gì mà hỏi. Tàu quá tàu vậy đó. Khổ ghê. Thấy không? Thấy không? Nên mình cái gì mình giúp cho người ta tiện thì đời mình đời đời cái kiếp nó tiện. No. không mà kiếm người nói gì cũng khó nghe quý vị rồi oh, nói nãy giờ tiếng mấy rồi đó oh. tiếng mấy đồng hồ á uống miếng nước rồi thấm giọng không? Oh. tôi nói thiệt là tôi hết lòng với quý vị đó mà những gì tôi nói là chân thật 100% trăm quý vị mà làm là lợi ích dữ lắm nhớ niệm phật nghe chúc quý vị an lạc ai về đào phật Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Để tự và chúng sanh Đồng sanh về tỉnh Độ À, hôm nay ngày 19 à, phật tử về đây để lễ quan âm rất là đông đông lắm à, chúng ta vừa niệm phật nghe pháp và giờ này cũng đi thực và phóng sanh à, công đức này rất là lớn à, chúng con nguyện đem công đức này à, hồi hướng cầu an cho hòa thượng viện chủ nhờ ngày xây chùa mà chúng ta mới được về đây để ở đây mình tu và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và cầu an cho gia đình quý vị luôn à, nhờ cái công đức này mà thăng tâm quý vị thường an lạc và gia đạo quý vị tự nhiên hướng đến phật pháp chịu niệm phật chịu tu à, và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập nhị loại côn hồn ngã quỷ hà sa hữu vị bô danh hữu danh vô vị và tất cả những người chết quan chết ức trong gia đình chúng ta có những người cũng uống thuốc sâu tự tử treo cổ tự tử hay xe đụng chết uh, ngủ quỳnh tử gọi là chết quan đó chết quan ức đó. từ nơi đó mà chúng ta nguyện đem cái công đức của đại chúng tu này hồi hướng để cầu siêu cho họ vì cái nghiệp mà tự tử đồ đó khổ lắm cứ tuần là quay là tự tử hoài vậy đó nên bây giờ chúng ta thành tâm thành ý tu hồi hướng cầu siêu cho họ Mong nhờ công đức này mà họ được siêu thoát à, Và mỗi người chúng ta đều phát tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí Nhờ cung tự thực biến thập phương Nhất tiết vọng tự cộng Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiệt ngà đặng dự phật tự giai cộng thành phật đạo như đang ngô tình chung ngã kim Tý nhự cung thử thực biến thập phương những thiết Hữu tình cộng nguyện dị Tự công đức vô cập mơ nhật thiết. ngà đặng dự Hữu tình giai cộng thành phật đạo như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung thử thực biến thập phương Nhật tiết cô hồn cộng Nguyện dị tử công đức Vô cập mưu nhật tiết Ngà đặng giữ cô hồn Giai cộng thành phật đào Án một lụm lắng ta bà ha Án một lụm lắng ta bà ha Bà ha Án ngã ngã nắng tam bà phạ Việc nhật ra hồng Án ngã ngã nắng tam bà phạ Việc nhật ra hồng Bảo ba việt nhật ra hồng, gia yeah. trì chú thực diệu gia dạ đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xã -sa sanh Tham Bồ Tát, Nam mô xã -sa sanh Tham Bồ Tát, Nam mô xã -sa sanh Tham Bồ Tát Ma Tát, gia yeah. trì chú thực diệu gia dạ đà, biến thiệu thành đá dây bạo mạng nam mô xã -sa sang tham bồ tát gia yeah, chi chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá dây bạo mạng nam mô xã -sa sang tham bồ tát gia yeah, chi chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá dây bạo mạng nam mô xã -sa sang tham bồ tát nam mô xã -sa sang tham bồ tát nam mô xã sang tham bồ tát ma tát Cô hồn ơi hương linh ơi Chiến sĩ chẳng bóng đồng bào tự nạn ơi Thập nhị lỗi cô hồn ơi Ú vị vô danh nụ danh vô vị ơi Thái nhi vì nghiệp phá tay ơi Ở phương Tây thế giới an lành Con này sinh và nguyện vạn sanh Cúi sinh đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây phương cực làng A di đà phật 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 chúng ta phóng sanh nhé à, nhớ đức đọc tam quy y xong mình thả chim Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim, quý vị. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nguyện đem công đức này, hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ. à quý vị ai thỉnh tượng phật mình ra ngay pho tượng di đà đứng ngoài trước nè quý vị tượng cao đó ra thỉnh tượng phật liền quý vị ơi à ai thỉnh tượng ra thỉnh liền nghe trời sắp mưa kìa à, mấy anh em đem tượng cho tặng phật tử hết đi ừ.